Từ chiến trại bò sáng hôm nay kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2023. Bò trực tiếp xuống trại em gồm Pháp Kem 3B. Bò bị trại rất là đông luôn. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa như tỉnh Đồng Nai đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét cái chuồng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Còn bây giờ em xuống trại gồm có 3B Pháp Kem. Nguyên cái lô phía đây nè em giao cho khách Ninh Thuận Bình Thuận là xong ha. Hết bò anh chị, nguyên cái lô phía đây là giao khách Ninh Thuận Bình Thuận. Với lại hôm nay phía đây thì giao cho khách Sóc Trăng, Kiên Giang. Phía đây Sóc Trăng, Kiên Giang là phía đây là hết luôn ha anh chị. Ở một trại em giờ còn có 3 con à. Đó. Một cái con bò lớn, hai bò nhỏ thì đứng phía ngoài thì giao rồi, hai bò nhỏ đứng kế thì cũng giao luôn. Trong trại em giờ còn có 3 con à. Đó, ba con ha. Bò trong trại em giờ rất đông bò luôn. Đó, còn 3 con. Thì nguyên cái lô này giao gì khách Sóc Trăng với khách Kiên Giang là hết bò luôn rồi. Giờ em trực tiếp xuống trại gồm có 3B Pháp Kem. Anh chị có thời gian đến với trại xem. Còn không có điều kiện thời gian đến trại, trại bò em nhận qua Zalo là một lần nữa để anh chị xem biết chốt. Thì trại bò của em địa chỉ là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu. Xuống tới đòi rồi, chạy xuống đi, bò đang về nè. Yeah.
Thank you.